các bạn có thấy đi thay mất thời gian không bây giờ nó bảo là, Ôi, bây giờ nó hỏi em đến u 10 thì em, em em tính nó phải vỡ mồm à? nó hỏi các bạn đến u 100 thì các bạn tính nó vỡ mồm à? thì bây giờ thì các bạn có muốn thầy dạy các bạn cách hack con này không cách hack con này hack những cái bài toán truy hồi cách truy hồi nhé bằng máy tính casio giờ thầy đi vào bài dãy số các em nhá. Dãy số. Dãy số thì như thế nào? Đấy, dãy số thì như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào cái câu ví dụ một tí để các bạn sẽ hiểu cái dãy số là cái gì thôi. Bây giờ như này. Tự dạng số 1 nhá. Người ta hỏi các bạn là tìm số hạng của dãy số. Đấy các bạn nhìn vào câu ví dụ thì các bạn sẽ thấy. Rồi, thầy chào à, Hoàng Đạt Võ. Rồi chào Hồng Liên. Nào, bây giờ nhìn vào cho thầy cái câu ví dụ số 1 đi. À, chúng ta sẽ xem nó như thế nào nhé biết rằng un của bạn là bằng trừ n cho n cộng một năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào trong các số dưới đây ok năm số hạng đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nhé cái số hạng tổng quát của nó này là un các bạn sẽ bằng là trừ n chia cho n cộng một có đúng không em chia cho n cộng một thế bây giờ đối với cái thằng này thì số hạng đầu tiên là u 1 u 1 thì các bạn thay n bằng một và là trừ một chia cho một cộng một tức là bằng trừ 1 phần 2. Được chưa nhỉ? Trừ 1 phần 2. U2 của mình ấy, thì các bạn thay n bằng 2 vào là trừ 2, chia cho 2 cộng 1. Thì đó là trừ 2 phần 3. Đấy, tương tự như thế ấy, các bạn sẽ có được U3, U4, U5. U3 là trừ 3 phần gì? 3 cộng 1. Nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là trừ 3 phần 4. Tương tự U4 các bạn tính ra là trừ 4, chia cho 4 cộng 1. Đúng không? Là trừ 4 phần 5. Và U5 của chúng ta sẽ có được U5 nó sẽ bằng là trừ 5 phần 6 luôn đúng không vậy đáp án cần chọn là đáp án này đấy năm chọn đầu tiên của dãy số thì dãy số của chúng ta sẽ nhìn ở đây nhá thông qua ví dụ này các bạn sẽ nhận ra là gì là người ta sẽ cho các bạn là một cái biểu thức truy hồi thì bây giờ chúng ta sẽ tìm ra được ngay n lần lượt 1234 các bạn thay vào cái biểu thức tổng quát này là các bạn ra được cái số hạng của các của dãy số đấy ví dụ đây là số hạng thứ nhất để số hạng thứ hai số hạng thứ ba số hạng thứ tư và số hạng thứ năm được chưa nhỉ rồi dãy số như vậy và chúng ta sẽ bắt đầu đi từ n bằng một đây là số hạng đầu tiên nhá thì bây giờ ta sẽ nói về cái thằng dãy số như sau ờ, phương pháp đầu tiên ta sẽ nói về cái phương pháp quy nạp toán học thực ra cái phương pháp này đến bây giờ thì các bạn sẽ ít sử dụng hơn so ngày xưa rất nhiều bởi vì nó đang thuần là thuần trắc nghiệm rất là nhiều khi đi thi đại học thì những cái phần phương pháp chứng minh quy luật toán học nó không cần thiết bởi vì uh, trang nghiệm mà thì các bạn không cần chứng minh các bạn ra thẳng kết quả đúng luôn thì bây giờ chúng ta sẽ có cái phương pháp để chứng minh dựa trên quy nạp toán học như sau quy nạp là gì quy nạp là cái gì quy nạp thì các bạn sẽ chứng minh nó đúng với cả một này đúng với hai đúng với ba đúng với bốn đúng với một n một hai ba bốn thì đúng với soạn tổng quát thì người ta sẽ gọi chung là nếu như mà số hạng này nó đã đúng với cả n cộng một rồi các bạn kiểm tra xem đúng với n bằng một hay không tức là số đầu tiên nếu như nó một cái biểu thức biểu thức một cái mệnh đề liên quan đến số tự nhiên n thuộc vào n sao đúng với mọi n mà không thể thử trực tiếp tất cả các giá trị được đấy ví dụ n 100 giá trị các bạn thử cả 100 giá trị thì có mà dở hơi chỉ cần thử một giá trị ở thầy thôi bước một một giá trị sau đó bước số 2 các bạn sẽ giả sử mệnh đề này đúng với cả giả thiết mệnh đề đúng với cả n bằng k Đấy, thì nó cũng là quy nạp toán học tức là sao tức là đúng với mọi cái k này k bằng hai k bằng ba k bằng bốn nó đều đúng thì các bạn phải chứng minh cho thầy một điều đây cái bước này quan trọng này hãy chứng minh cho thầy rằng là nó đúng với k cộng một cũng đúng với k cộng một ví dụ nó đã đúng với một rồi đúng với k cộng một là đúng với n bằng hai đúng với hai rồi thì nó đúng với n cộng một là đúng với ba cứ quy nạp lên dần dần như thế thì nếu đúng với n bằng k thì nó cũng đúng với cả n bằng k cộng một Ok chưa nhỉ? Thì phương pháp này được gọi là quy nạp toán học. Hay một cái ví dụ để các bạn hình dung cho dễ nhé. Mệnh đề này đúng với cả n bằng 1. Thì theo kết quả ở bước số 2 thì nó đúng với n bằng 1 cộng 1 là 2. Thì nếu như nó đúng với n bằng 2 thì theo kết quả bước 2 nó đúng với n bằng n bằng 3. Đúng không? Thì các bạn cứ cộng dần cộng dần. Mà cách đấy các bạn chứng minh là đúng với mọi số như n. Thì chúng ta dùng quy nạp thì các bạn sẽ chứng minh nó đúng với n bằng 1 rồi. Thì chứng minh đúng với n bằng k thì suy ra nó cũng phải đúng với n bằng k cộng 1. Ok chưa? Thì gọi là QNAP à, Toán Học Rồi, thì cái này các bạn à, Không cần ghi bởi vì chúng ta Chỉ biết thôi, bây giờ người ta không ai đi chứng minh Cái này bằng bằng tự luận nữa Nó cũng không ai thi cái này bằng tự luận nữa à, Mà tự luận Người ta sẽ hỏi các bạn một cái cách khác Bởi vì cái việc mà để nghiên cứu cái đề thi học kỳ của các bạn ấy Thì đã nghiên cứu chán rồi Tức là tất cả các trường từ Bắc vào Nam luôn Thì nó đã có những cái Cái dạng đề như thế nào Thì trong cái đề thi Phải sẽ ôn trọng tâm cho các bạn cái đấy nó nhiều và cái nào mà thầy bảo là các bạn không cần tập trung thì các bạn biết biết qua thôi nhá nào định nghĩa về dãy số dãy số như sau mỗi một hàm un được xác định trên cái tập các số nguyên dương n sao được gọi là một dãy số vô hạn ký hiệu như sau này đây là dãy 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 số u với n sao đến tới r thì uh, cái n là tiến tới un người ta viết tắt các cái khai triển của nó như sau là U1, U2, U3 đến UN tức là có N số hạng U1 là số hạng đầu tiên. Đấy chưa? Trong đó nếu như người ta ghi là UN đấy, là bằng UN như thế này được gọi là số hạng tổng quát được viết tắt là UN thì U1 được gọi là số hạng đầu, U2 được gọi là số hạng 2, UN được gọi là số hạng thứ N. Được chưa nhỉ? Và UN được gọi là số hạng tổng quát của cái 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 cái, cái dãy số đó. Ok chưa? tiếp tục chúng ta sẽ đi vào các định nghĩa như sau định nghĩa dãy số hữu hạn là gì dãy số hữu hạn là cái dãy số ấy mà nó tăng đến một cái số nào đó thì nó dừng lại ví dụ một ba bốn nó không thể tăng đến vô cực được mà nó tăng đến một số ví dụ nó đúng với số 9 thôi đã đến số 9 là hết rồi thì được gọi là số dãy số hữu hạn nhá thì người ta gọi là cái m ở đây là số hạng cuối cùng và một ở đây là số hạng đầu tiên được chưa nhỉ đầu tiên và cuối cùng nó xác định được có những dãy số các bạn không thể xác định được số cuối cùng là bao nhiêu cả Bởi vì nó vô hạn Ok Tiếp tục chúng ta sẽ uh, có những cái cách cho bởi một dãy số ở trong cái đề bài Người ta sẽ có 3 cách tất cả Cách số 1 là người ta cho các bạn một cách là sử dụng công thức Là như câu ví dụ số 7 thì vừa làm cho các bạn Ví dụ người ta cho các bạn UN nó bằng N trên N cộng 1 thế. Đây được gọi là công thức Được chưa nhỉ Cách số 2 người ta cho các bạn bằng cái phương pháp là phương pháp mô tả Mô tả bằng lời nói thì thực ra là khi bằng lời nó nó có thể đưa về thằng này hoặc đưa về thằng này đấy đưa về một trong hai thằng mô tả số 3 là người ta sẽ sử dụng bằng phương pháp truy hồi truy hồi là như nào truy hồi tức là nó sẽ liên hệ với cả cái thằng phía sau truy mà truy truy cứu cái thằng phía sau đó ví dụ nó cho các bạn là un cộng một đấy nó sẽ bằng là un cộng với cả n hạn thế ví dụ người ta cho các bạn à, tính u 1 u 1 là bằng ba thì bắt đầu các bạn tính u 2 u 2 bằng gì UN cộng 1 này bằng UN cộng N tức là bằng U1 cộng cái N là cộng với cả số 1 mà U1 là bằng 3 thì bạn 1 là bằng mấy bằng 4 đây các bạn muốn tính U3 thì bắt buộc các bạn muốn tính U3 ấy, thì các bạn phải tính thằng gì thằng U2 cộng với cả 2 cộng N mà thì lúc này các bạn mà không tính được U2 ở trên thì các bạn không thể thay được vào để gọi là truy hồi phải lần lượt từng từng thằng một từng thằng một thì kem mới ra được thì chỗ này các bạn sẽ có là 4 cộng 2 là bằng 6 đúng không đấy gọi là truy hồi nhá truy hồi thì cái pháp truy hồi là bao giờ người ta cho các bạn số hạng đầu thấy chưa và cho các bạn biểu thức truy hồi Đấy. un cộng một bằng un cộng n đây là ví dụ cho các bạn thì tức là cái biểu thức uh, biểu thị cái số hạng thứ n qua các số hạng hoặc là một vài số hạng đứng trước nó để mình tìm ra được số hạng tổng quát ok thì chúng ta sẽ mới uh, xử lý đến cái phần uh, cái dãy số cách cho một dãy số là có ba cách như vậy ba cách như vậy một là tập quát hai là truy hồi thì cái dạng này nó rất là đơn giản thì cái đoạn này chưa cần ghi vội nhá Dãy số tăng giảm chưa ghi vội nhá thì nữa ghi sau thế bây giờ thầy sẽ cho các bạn một câu ví dụ nữa ví dụ số 2 đây là một kiểu người ta cho các bạn truy hồi người ta bảo các bạn là ba số hạng của dãy số đó lần lượt là gì thì bây giờ người ta cho các bạn như sau u 1 đấy nó bằng là âm một này đúng không và un cộng một tăng lên nó sẽ bằng là un cộng với số 3 Vậy thì các bạn suy cho thầy à, U2 của mình bằng gì? U2 là bằng bằng gì? Đấy, sau đó là U1 cộng 13 Còn U3 thì bằng gì? Thì bằng là U2 trước nó cộng với cả số 3 À, U1 là âm 1 cộng 3 Thì nó bằng số 2 Thì U2 cộng 3 là 2 cộng 3 là bằng mấy? Bằng 5 Vậy thì ba số hạng này là trừ 1, 2 và 5 Đáp án này Sao? Đây là cách để các bạn ra được Các bạn hiểu ý tưởng chưa? Nhà, rất là đơn giản đúng không rất là đơn giản rồi tương tự như thế nhá các bạn làm cho thầy câu ví dụ số 3 cho thầy xem nào rồi comment cho thầy câu 3 đáp án là gì người ta tính số u 5 thì các bạn thay n bằng mấy n bằng 5 thôi rồi thầy dành cho các bạn uh, một phút để để uh, comment cho thầy câu 3 đáp án là gì nào đáp án là gì rồi câu 3 thì thấy các bạn uh, comment là C rồi đấy thì có phải là đúng rồi Đúng rồi đấy. Nào, câu 4 đi. UN của chúng ta U5 thì thay số 5 vào là 2 x 5 bình phương chữ 1 chia cho 5 bình phương và cộng với cả số 3 thì các bạn sẽ ra được bằng 7 phần 4. Đúng không nào? Bây giờ mình sang câu số 4 các em nhé. Câu 4. Người ta cho các bạn UN biết rằng UN bằng chữ 1 mũ N nhân 2N. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề sai. Đúng không? Mệnh đề sai. Thứ nhất, UN nó bằng là chữ 1 này. Mũ N nhân 2N. Thì bây giờ U1 ấy, số đầu tiên nó bằng là trừ 1 mũ 1 nhân 2 nhân 1 đúng không? U2 của mình, chỗ này nó bằng bao nhiêu rồi? Bằng trừ 2, đúng rồi, đúng không? A à, đúng rồi, loại là án A. Uh, U2 thì thay số 2 vào là trừ 1 mũ 2 nhân 2 nhân 2 thì bằng số 4 luôn rồi. U3 của mình nó sẽ bằng là trừ 1 mũ 3 nhân 2 nhân 3 thì nó bằng trừ 6 rồi. Ok, vậy chỉ còn U4 thôi là trừ 1 mũ 4 nhân với cả 2 nhân với cả 4 thì nó sẽ ra số 8 cơ đáp án D là đáp án sai nha D sai đấy các bạn thấy dễ không rất là đơn giản mình sang câu 5 nào kem câu 5 câu 5 nha câu 5 tìm số hạng U4 trong khai triển này đấy Người ta cho U1 rồi tìm U4 cho thầy đi rồi comment đáp án cho thầy câu số 4 nhé 4 và 6 luôn à, à, Câu câu 5 và câu 6 luôn Nào comment câu 5 và câu 6 cho thầy Câu 5 và câu 6 Nào câu 5 nhé Câu 5 này Thì các bạn sẽ có U1 là bằng 2 đúng không UN cộng 1 ấy, nó bằng là 1 phần 3 UN cộng 1 thì U2 nó sẽ bằng là 1 phần 3 U1 bằng lý trước nó cộng với 1 Mà U1 của các bạn ấy nó bằng bao nhiêu Nó bằng số 2 rồi Cộng là số 1 này Đúng không nó sẽ bằng số 1 thôi. Ok, U2 thì bằng 1. U3 thì bằng bao nhiêu? U3 sẽ bằng là 1 phần 3. Nhân U2 cộng với 1. À, UN cộng 1 mà. Chi hồi đấy là 1 phần 3. U2 của mình là 1 cộng 1 thôi. Là bằng 2 phần 3. U3, U4 này Là bằng 1 phần 3. Nhân U3 cộng với cả 1. Là 1 phần 3. Nhân 2 phần 3 và cộng với các số 1 nữa. Thì nó sẽ là 5 phần 3. Là 5 phần mấy? Đây 9 đúng không? Đáp án cần chọn là đáp án A. Rồi, câu 5 là đáp án A. Nam A nhá. Nam A. Đấy các bạn đi thay thay như thế thôi. Các bạn có thấy đi thay mất thời gian không? Bây giờ nó bảo là, Ôi, bây giờ nó hỏi em đến U10 thì em ngồi em tính nó vỡ mồm à? Ở vỡ mồm thật là gì đó. Nó hỏi các bạn đến U100 thì các bạn tính nó vỡ mồm à? Ở vỡ mồm như còn gì nữa. Thì bây giờ các bạn có muốn thầy dạy các bạn cách hack con này không? Cách hack con này. hay những cái bài toán truy hồi hách truy hồi nhé bằng máy tính Casio Casio này đấy hách truy bằng Casio nếu như các bạn mà muốn thầy dạy các bạn cách hack như thế này các bạn comment là em muốn nha comment em muốn giúp thầy đấy rồi bây giờ thầy sẽ dạy, dạy cho các bạn như sau nha nào bây giờ các bạn nhìn này cái u 1 đấy các bạn gắn nó vào nhé gắn nhé nhìn này cái u một này U1 các bạn bấm nhé bước 1 là thầy U1 của mình ấy, nó bằng số 2 đúng không rồi ok các bạn cho nó lưu vào, vào cái thằng an đấy an bước 2 ấy, các bạn có hiểu cái an an là gì không an trong máy tính ấy, là answer là kết quả của cái bài đấy đấy kết quả của bài đấy thì chúng ta sẽ có như thế này cái cái bước số 2 là cái un cộng 1 ấy n cộng 1 nó sẽ bằng là gì 1 phần 3 của thằng gì 1 phần 3 của cái thằng thằng trước liền trước đó Ví dụ ta mà tính U2 thì các bạn lấy thằng U1 là thằng A này này cộng với 1 đúng không? Thì tương tự như thế thằng này này, lúc kết quả này sẽ được lưu vào kết quả mới là một thằng an mới. Đấy, một thằng an mới. Đấy, một thằng an sơ mới thì gọi là an sơ phải. Nó sẽ bằng là 1/3 cái thằng an thằng chế trước trước đó cộng với 1. Ok, vậy thì để đếm cho nó dễ thì thầy sẽ cho các bạn gắn cho các bạn một cái biến đếm để các bạn nhìn cho nó dễ. Biến đếm. Biến đếm số hạng nhé, biến đếm. Thì thầy sẽ gán như sau này cái này vì sao các bạn uh, chắc là trên lớp các bạn học Pascal rồi thì nó như kiểu là lập trình ấy thì cái x này này thầy sẽ gán nó vào là bằng x cộng 1 tức là sao thằng này là ra x bằng bao nhiêu ví dụ x ban đầu là 1, một cộng một là hai hai lại gán vào đây đây là hai hai nó quay vòng 2 cộng một là 3 nó quay vòng nó tăng dần tăng dần tăng dần thôi x bằng x cộng một thì bây giờ thầy sẽ gán như sau các bạn nhìn nhá nhìn vào cái máy tính của thầy này đấy không các bạn phải đếm nhầm đấy Cách một là chúng ta sẽ tính theo kiểu nhập nhé. Nhầm là an bằng một cái. Được chưa? Đây là thằng U1. Được chưa? Bằng một cái. Đây là thằng answer. Mới nó bằng là 1 phần 3. 1 phần 3. Answer cũ cộng với cả 1. Ok, đây là thằng đầu tiên này. Số hạng 1 là bằng 2 rồi. Bây giờ các bạn ấn bằng một phát là số hạng thứ hai Số hạng thứ hai này. Được chưa? Số hạng thứ hai đây. Số hạng thứ ba này ấn bằng phát nữa. Bằng phát nữa ra số hạng thứ ba Số hạng thứ 4 ấn bằng phát nữa. Bằng phát nữa ra số hạng thứ 4. Là 5/9. Đúng không? 5/9 các bạn thấy khớp chưa? 5/9 đấy là số hạng thứ 4. Hết bài. Đấy các bạn muốn số hạng thứ 5 thì các bạn ấn bằng phát nữa. Số thứ 5, 6 7 8 9 10 11 12 13. Thấy chưa nào? Đây là cách để các bạn bấm nhá. Thì thầy cam back về này. Cam back cam back back back. Đầu tiên là hai bằng này rồi ấn. Các màn hình nữa cho các bạn để các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Đấy, rồi. Sau đó các bạn sẽ ấn an bằng Đúng không? Bằng. Đúng không? Bằng. An bằng phân nữa, bằng phân nữa. 2/3 rồi đến 5/9 này, cứ ấn bằng thôi, bằng lên tỏ. Bằng lên tỏ. Rồi, 5/9. phần 9. Vậy thì ở đây à uh, 1 này, 2 3, 4 đúng không? Trước 5 phần 9 là 2 phần 3. Rồi, bằng lên rồi. Rồi, đây là U1 này. Đây là U2 này. U3 này. Và đây là U4 này. Rồi, xong. Ok chưa? Bằng như thế. Thế bây giờ nếu mà U100 thì sao? Thì các bạn bấm 100 lần như làm sao nữa? Bấm đúng 100 lần. Thế là xong. Bấm đúng 100 lần. Thế bây giờ thầy sẽ cho các bạn một cái biến đếm. Để bây giờ bảo, ôi dù bây giờ 100 lần em bấm dấu bằng liên tục. Bằng liên tục thì em không biết là nó dừng, nó đến số nào. Thì nó dừng lại. À, nó đến số nào thì nó dừng lại. Thì bây giờ các bạn sẽ có một biến đếm như thế nào? Nhìn biến đếm nhé. Các bạn sẽ gắn cho thầy này. Gắn cho thầy này. 2 nhé. Ấn bằng là An rồi. Đây thằng An. Thằng An nhìn kỹ nha đoạn này là thuật toán nó hay lắm đây này là bình thường các bạn sẽ ấn 1 phần 3 đúng không an cộng 1 rồi ok an cộng 1 các bạn ấn cho thầy nút hai chấm này hai chấm nhá ấn alpha với cả dưới nút menu còn trong máy 570 các bạn ấn nút alpha và đúng là cái dưới dưới một cái nút nào đó nó cái dấu như cái dấu tích phân này này để cái dấu mà có cái, con zoom này này đấy thì các bạn sẽ ra dấu hai chấm dấu hai chấm dấu hai chấm xong thì các bạn sẽ ấn x này ấn bằng nhé bằng bằng Thầy chữ bằng không bằng bằng gì bằng x cộng 1 cho thầy x cộng 1. x bằng x cộng 1. nhớ chưa x bằng x cộng 1. đấy thì tức là biến đếm nó tăng lên x bắt đầu từ số mấy x bắt đầu từ số 1 đúng không x bắt đầu từ số 1 ấn k này x bắt đầu từ số 1 ấn bằng bằng một cái bằng ok chưa thì đây là đo bằng 1 này thì cái số hạng này nó bằng 1. Số hạng thứ hai bằng 1. Đây là số hạng thứ hai. Ấn bằng văn nữa nhá. Bằng các bạn thấy chỗ này không? x x 1 thì nó đang là số 2. Ok các bạn ấn bằng lên tội thôi. Bằng 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 bằng. Đến khi nào? Đến khi nào dừng lại? Đến khi mà các bạn nhìn ở chỗ này. Các bạn thấy đây là x bằng 4 này. Thì u4 này. Thấy không? u4 thì nó bằng bao nhiêu đây? Bằng ờ an bằng an cộng 1. Thế mình nhập nhầm đoạn nào rồi? ghi nhầm một đoạn nào rồi bên đếm sao lại ghi sai được nhỉ ghi lại cái nhá x này 2 đúng không bằng lưu vào x nhé lưu thử vào x lưu vào x thì chỗ này các bạn sẽ có là x bằng bằng x cộng 1 bằng 1 phần 3 cộng 1 này x cộng 1 được chưa x nó tăng dần hai chấm cho biến đếm là biến a đi, đổi đổi tên biến đi, a à, bằng a cộng 1 thế nào. Rồi, ăn can. x bắt đầu từ số mấy? À u1 bắt đầu từ số 2 đúng không? bằng loại. U1 bắt đầu từ số 2, a biến đếm bắt đầu từ số 1 nhá. Từ số 1 bằng Đấy, đây là số hạng này nó sẽ bằng là 1 này. bằng 2 này, thấy chưa? Đây là số hạng thứ 2 nó bằng 1. Thấy không? Số hạng thứ 2 số hạng thứ hai đấy thì nó bằng một được chưa nhỉ tiếp tục số hạng thứ ba nhé bằng phát nữa số thứ ba bằng 2 phần ba các bạn thấy bằng 2 phần ba chưa đây này nó ghi số hạng thứ ba luôn ok biến đế mà bằng phát nữa số hạng thứ tư 5 phần chín đây này thì nó sẽ là cái đoạn đằng sau a bằng bằng bốn đấy thế thôi thì tương tự như thế các bạn muốn bấm đến 100 thì cũng được thì các bạn đếm lúc đấy thì thì các bạn nhìn ra được ngay số hạng thứ bao nhiêu hoặc là các bạn cứ nhầm trong đầu thôi nhầm trong đầu là chúng ta sẽ có bấm bao nhiêu lần cái dấu bằng ấy là xong nha bấm bao nhiêu lần dấu bằng là xong đó đây là cách để các bạn bấm rồi chúng ta sẽ ghi cho thầy thằng này vào nha 570 bấm như nào cái đoạn hai chấm á 570 bấm cái đoạn như nào hai chấm thì cái dấu hai chấm đấy alpha với cả dưới nút alpha luôn đây này nút alpha này với cả dưới nút alpha nó ra dấu 2 chấm. Thấy chưa? Ra dấu 2 chấm. Alpha và dưới nút alpha luôn. Thì ra dấu 2 chấm. Nhá. Yeah. Alpha và dưới nút alpha luôn. Rồi. Rồi các bạn ghi vào đi. Ghi xong câu 5. Các bạn comment cho thầy là GX5. 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 À, phim An, phim An ở đây nhá phim An ở đây nha, đây phim An đây này, An đây này, thấy không, 2 này, bằng cái tên thằng An đúng không, An, đấy, An đấy, cậy dấu bằng ấy, 1 3 này, đúng không, mở ngoặc bấm lại lần nữa, An cộng 1, đúng không, thì ấn bằng phát ra xuống thứ 2 này, 3 này, 4 này, thấy chưa, 5 này, 6 à, này, 7 này, thấy chưa, 8, 9, 10, 11, 12, đếm được ngay số bằng mà rồi gx là gì là gọi xong à? Rồi. rồi xong nha. bây giờ mình sang câu số 6 câu số 6 câu số 6 người ta hỏi các bạn là biết là un bằng n cộng 1 chia cho 2 n cộng 1 số hạng số 8 phần 15 là số hạng thứ mấy trong trong dãy số 8 phần 15 thì ở đây thầy sẽ có un ấy nó bằng là n cộng 1 chia cho 2 n cộng 1 này thì mình sẽ tính tay thì cũng ra thôi bắt đầu u1 u2 u3 u4 u5 đúng không nhưng để làm nhanh hơn nữa thì các bạn sẽ làm như sau nhanh hơn nữa đó mình thay luôn số cho nó mát bởi vì un ấy nó bằng là n cộng 1 chia cho 2n cộng 1 rồi các bạn can này can thử số 1 số đầu tiên này là 2 phần 3 u1 bằng 2 phần 3 rồi tương tự như thế u2 các bạn thay vào thầy can cho thầy số 2 bằng kết quả 3 phần 5 đúng không u3 các bạn bằng bao nhiêu can phát nữa 3 4 phần 7 u4 các bạn thay ra thầy phát nữa can 4 5 phần 9 đúng không tương tự như thế u5 đấy u6 u7 đúng không 8 phần 15 là u7 rồi các em ạ u7 vậy thì đáp án cần chọn ở đây chúng ta sẽ có u7 nó bằng là 8 phần 15 hết bài can được nút can can nhá nút can đây là mình can x bằng 7 thì nó ra 8 phần 15 hết bài ok 8 phần 15 rồi xong câu 6 rồi đấy câu 6 easy câu 6 thì easy rồi câu 7 nào Bây giờ cho các bạn UN là bằng 2 mũ N UN thì bằng là 2 mũ N Vậy người ta hỏi các bạn là UN cộng 1 ấy, nó bằng bao nhiêu Thì rất đơn giản ở chỗ này có chữ N thì đây là N Đây là N cộng 1 thì đây là N cộng 1 thôi Rất đơn giản là 2 mũ N cộng 1 thôi nha. 2 mũ N cộng 1 nó bằng cái gì Là 2 mũ N nhân mới nhân 2 mũ 1 là 2 đấy Đáp án này Xong câu 7 Xong câu 7 Bây giờ mình sang câu số 8 các em nhé. Câu 8. Tương tự câu 8. Các bạn comment cho thầy câu số 8. Đáp án là gì nè. Thay hết cho thầy. Chỗ nào có chữ N. Chỗ nào của N. Mình thay hết bằng N cộng 1 cho thầy. Đúng không? N cộng 1. Thay hết bằng N cộng 1. Bằng N này. Chia cho N cộng 2 này. Chỗ này là mũ bao nhiêu? 2n cộng mấy Cộng 5. Đúng không? Vậy đáp án cần chọn là đáp án D. Sao? D. 8D. Easy game. 8D. Nha. Yeah. 8D. Để thấy hết chữ N bằng N cộng 1 thôi. Ui, dễ ợt thì cái gì đâu mà. Hôm à, nay mình sang câu tiếp theo câu 9 à, cho các uh, số hạng là số hạng không phải số hạng nhé số hạng bởi trừ 1 1 trừ 1 1 trừ 1 nó tuần hoàn trừ 1 với 1 thôi à, số hạng tổng quát của nó là bao nhiều thì bây giờ các bạn sẽ có như, U1 đấy nó bằng là trừ 1 U2 thì đã bằng số số 1 thì 1 ở đây nó chính là trừ 1 bình phương không anh à, U3 của mình ấy nó sẽ là trừ 1 là trừ 1 mũ 3 Ok vậy các bạn nhìn ra số hạng tổng quát của nó rồi chấm chấm UN của chúng ta sẽ bằng là trừ 1 mũ gì thôi mũ N Hết bài. Mũ n ở đáp án C Đây. U1 là ừ 1 một mũ 1 một, u2 là 1 mũ 2 u 3 là 1 mũ 3 UN là 1 mũ n tổng quát là như vậy đấy dễ ở Rồi. tổng quát là như vậy Đó, Bây giờ mình sang câu 10 nhá câu 10 cho dãy số un được xác định như sau u1 của mình ấy là bằng số 2 và un cộng 1 là bằng 2 lần UN, đúng không? Bằng 2 lần UN. Thế bây người ta hỏi các bạn là số tổng quát UN bằng bao nhiêu? Thì các bạn nhìn cái quy luật truy hồi này. U1 là bằng 2, UN cộng 1 là U2, nó sẽ bằng là 2 x U1, đúng không? Là bằng 2 x 2, đấy là bằng 4, 2 bình. U3 của mình ấy, nó bằng là 2 lần U3, U2. thì bằng 2 lần 2 x 2 là 2 mũ 3, ok chưa? Vậy thì tương tự như thế U4 nó bằng là 2 lần nhân U3 Nó sẽ bằng là 2 lần nhân 2 mũ 3 Đúng không? 2 mũ 3 là bằng 2 mũ 4 Vậy chấm 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 UN các bạn Nó sẽ bằng là 2 lần UN 1 Nó sẽ bằng là bao nhiêu? Là 2 nhân mấy cả 2 mũ N 1 Được xem nhỉ? 2 mũ N 1 Nó sẽ bằng là 2 mũ 1 Cộng với cả N 1 Nó bằng là 2 mũ N Hết đây là số tổng quát của nó là 2 mũ N Đáp án B Hết cả à? đa bản b đấy quy nạp và như thế các bạn từ những cái thằng đầu tiên các bạn đã suy ra được cái thằng tổng quát của mình là cái gì nha tổng quát được cái gì các bạn đã hiểu câu 10 chưa hiểu câu 10 rồi các bạn comment em đã hiểu giúp thầy em đã hiểu giúp thầy rồi tiếp tục nha Mình sang câu 11 nào 11 cho UN xác định bởi U1 ý, nó bằng là số mấy 1 phần 2 và UN cộng 1 bằng UN trừ đi 2. Và người ta hỏi các bạn là số tổng quát UN bằng bao nhiêu? Nào mình xem xem đáp án là đáp án gì? U1 của mình là bằng 1 phần 2. Vậy thì U2 của mình nó sẽ bằng là U1 trừ đi 2. Đúng không? U1 trừ 2. Là bằng 1 phần 2 trừ đi 2 thôi. Ừ, 1 phần 2 trừ đi 2. Được chưa? 1 phần 2 trừ đi 2. Rồi. U3 của mình bằng gì? U3 của mình là bằng U2 trừ đi số 2. Đấy, UN cộng 1 bằng UN trừ đi 2 mà. Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 phần 2 trừ đi 2 này. Đây là thằng U2. Trừ đi 2 phát nữa. Đúng không? Trừ đi 2 phát nữa. Rồi, tức là nó sẽ bằng bao nhiêu? Là 1 phần 2 trừ đi 2 lần số 2. 2 x 2. Đúng không? 2 lần số 2. U3, U4 nó sẽ bằng là U33 trừ đi 2 phát nữa. Nó sẽ bằng là U3 là 1 phần 2. 1 phần 2 trừ đi 2 x 2 rồi trừ đi 2 phát nữa đúng không nhỉ đúng không nhỉ thì nó sẽ bằng 1 phần 2 này nhóm trừ 2 nhân tử chung ra ngoài các bạn có là 2 trừ đi 1 là 3 rồi đúng không là 3 là 1 phần 2 trừ đi 2 nhân mấy cả là cộng 1 nữa. nhân 3 đấy tương tự như thế chấm 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 vậy thì UN chúng ta sẽ rút gọn ra được cái công thức là 1 phần 2 trừ đi 2 các bạn nhìn nhá nó 4 này thì đây là con số 3 3 ấy, thì còn số 2 đúng không 2 ấy, thì còn số 1 là số 1 ở đây 2 x 1 thì tương tự như thế các bạn sẽ có là bằng 2 lần n như nào chữ 1 được chưa n chữ 1 nhé 2 n chữ 1 được chưa nhỉ nó hạ số 1 bậc n sẽ thành n chữ 1 mà 4 ở đây nó sẽ thành gì em 4 ở đây nó sẽ thành là 3 n đang n chữ 1 xong xong rồi đấy Ừ, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án gì em à, đáp án câu chuyện là đáp án b nhìn ra cái quy luật của nó nha rồi thầy kết thúc câu 11 kết thúc câu 11 tương tự như thế về câu 12 cho thầy nào các bạn comment luôn đáp án câu 12 là đáp án gì thầy dành cho các bạn một phút để các bạn làm câu 12 một phút bắt đầu rồi bạn nào mà thấy nó 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 không ra ấy, thì các bạn có thể dùng dùng máy tính mà để các bạn thử mà dùng máy tính để thử mà nhá không sao cả dùng máy tính để thử không sao cả đấy thì dùng máy tính để thử cho các bạn xem nhé u1 đấy nó bằng chữ 2 đúng không vậy thì UN cộng 1 u2 ấy, nó sẽ bằng cái gì u2 nó sẽ bằng là chữ 2 chữ đi 1 trên u1 đúng không là chữ 2 chữ đi 1 trên chữ 2 được chưa nhỉ nó sẽ là bao nhiêu chữ à, 2 mà cộng với cả 1 phần 2 là chữ 3 phần 2 tương tự u3 của chúng ta bằng bao nhiêu U3 của thầy nó sẽ bằng là UN Trừ à, 2 trừ đi 1 chia cho UN là U2 nó Bằng là trừ 2 trừ đi 1 chia cho Trừ 3 phần 2 Được không nào Là trừ 2 Trừ 2 mà cộng với cả 2 phần 3 Nó ra là trừ 4 phần 3 Ok Vậy thì số hạng tổng quát ấy các bạn bấm máy tính này Thì U3 là từng đáp án Ở đáp án nhé Nhớ U3 đáp án A Thì U3 các bạn sẽ bằng là trừ 3 Cộng 1 chia cho 3 đúng không? Thế là trừ 2 phần 3. Vậy sai rồi. Sai. Đáp án B. U3 của mình sẽ bằng là 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 bao nhiêu? Là 3 cộng 1 chia cho 3. Là 4 phần 3. Sai luôn chưa? Là sai luôn rồi. Đáp án C. U3 của mình là trừ đi. N cộng 1 là 3 cộng 1 chia cho 3. Là trừ 4 phần 3. Ok. Đúng luôn. Vậy đáp án cần chọn ở đây là đáp án gì? Đáp án C. Đấy. Đáp án C. Để cách làm. Mà chúng ta thay số vào là các bạn cũng ra. Là một vài con thôi. Là nó đã ra rồi ổn áp chưa nhỉ? Đấy, là một vài con nó đã ra rồi. Ok, còn nếu mà là quy nạp vậy các bạn sẽ làm một vài con nữa là các bạn tự, tự nhìn ra quy luật thôi, trừ 2 trừ đi 1 chia cho U3 thì các bạn thay số vào, các bạn sẽ ra là, là trừ 5 phần mấy, trừ 5 phần 4, đúng không? Vậy các bạn sẽ có UN, UN của mình ấy, nó sẽ bằng bao nhiêu? Các bạn thấy này 3 thì đây là 3, 4 thì đây là 4, 2 dưới mẫu là 2, nhưng ở đây nó tăng lên một đơn vị 3 này, 4 này, 5 này. Tăng lên một đơn vị không? Thì UN ấy thì nó tăng lên một đơn vị sẽ là nhìn ra quy luật là n cộng 1 Chia gì Chia chưa mẫu tại n đấy n này mẫu này tăng lên một này thấy chưa tăng lên một chưa quy luật thôi Đấy là chúng ta từ cái truy hồi là mình sẽ ra được cái số hạng tổng quát là như thế nào nhá giờ thì kết thúc câu 12 ok nhá đây là thầy kết thúc cho các bạn câu 12. Bây giờ mình sang cái dạng số 2. Ừ, dạng số 2 là tính tăng giảm và bị chặn của dãy số. Tăng giảm và bị chặn. Các bạn đã xong câu này chưa đã? Xong câu 12 chưa? Xong 12 rồi các bạn comment x12 cho thầy. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu này. Đây, dãy số tăng giảm bị chặn. Cái này quan trọng này. Cái này nó quan trọng tăng là như nào tăng đơn giản các bạn chỉ cần nhìn đấy là số hạng sau nó to hơn số hạng trước đây gọi là sẽ số tăng ví dụ như kiểu 1 2 3 4 5 6 từ đấy là dễ số tăng dễ số giảm là gì 19 8 7 6 5 4 3 2, 1 nó giảm dần là... đây gọi là dễ số giảm dễ vãi trưởng đúng không nhưng cũng có các loại dễ số ấy gọi là dễ số không tăng cũng không giảm ví dụ người ta cho các bạn cái số hạng tổng quát là un bằng trừ 3 mũ n thì đối với n bằng 1 thì nó ra trừ 3 mũ 1 là 3 n bằng 2 thì nó ra số 9 nhưng n bằng 3 thì trừ 3 mũ 3 là trừ 27 thì các bạn thấy ngay nó vừa tăng lên xong nó lại giảm bố nó xuống đúng không vừa tăng vừa giảm như này thì người ta gọi là dãy số không tăng cũng không giảm được chưa không tăng không giảm chú ý cái điều này cho thầy nhá dãy số bị chặn là gì chặn đấy là cái dãy số này này nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng một cái số m nào đó m lớn nào đó đây là chặn trên còn những chặn dưới là gì chặn dưới tức là thằng u n này luôn lớn hơn hoặc bằng m nhỏ ví dụ ở đây dãy số UN chúng ta sẽ như thế này nó lớn hơn một cái số nào đó thì gọi là chặn chặn dưới còn nhỏ hơn một số nào đó được gọi là chặn trên còn nó cả hai thằng này đều xảy ra thì nó có cả chặn trên và chặn dưới thế thôi có những dãy số nó chỉ có chặn trên hoặc chỉ có chặn trên chặn dưới và cũng có cả dãy số cả chặn trên và cả chặn dưới nha chặn trên và chặn dưới ok các bạn ghi thầy cái lý thuyết này vào cái đây là cái quan trọng nhất của bài hôm nay thôi không có gì cả rồi chúng ta ghi cho thầy nhanh cái lý thuyết này vào ghi xong cho thầy một cái các bạn comment chữ gx thì để dành cho các bạn 3 phút để các bạn ghi cho thầy cái phần lý thuyết này vào nha ghi xong comment gx luôn cho thầy rồi bây giờ thầy uh, tiếp tục nhá các bạn ghi xong rồi đúng không gx nha nào câu 13 13 người ta hỏi các bạn dãy số nào sau đây là dãy số tăng Bây giờ nhìn phát cái ngay là đáp án gì đáp bán C đúng không Tăng thần C ngon lành câu này không khó câu tiếp theo là dãy số sau đây là dãy số tăng ừ. tăng dần đúng không tăng dần thì rất đơn giản nó các bạn nhớ cái cách gì dùng gì không cách gì không à cách dùng máy tính thay số cho nó nhanh cho nó mát ở đây ta sẽ có nhá một này chia cho 2 mũ x đúng không hai mũ x 2 mũ x 2 mũ x thầy với x bằng 1 bắt đầu từ 1 nhá 1 nhá 1 đấy 1 à, thì bấm cho các bạn nhìn thằng này trước rồi ấn bằng thôi ấn bằng liên tục của thầy các bạn xem thấy nó tăng hay nó giảm được chưa bằng này ok bằng 1 phần 2 tương tự x bằng 2 1 phần 4 nó giảm bố rồi đâu đúng không cũng giảm rồi giảm rồi giảm rồi giảm rồi vậy thì can dần dật thì các bạn sẽ thấy ngay là cái đáp án A là đáp án sai là nó đang giảm dần tương tự các bạn nhầm ra ngay đáp án này cũng bị giảm dần này 1 trên n thì n 1 2 3 4 thì 1 phần 2 1 phần 3 1 phần 4 càng giảm dần không em thì à nó tăng dần chứ tăng dần chứ đấy tăng dần đấy 1 phần 5 các bạn thấy nó tăng dần không 1 phần 6 1 phần 7 đấy nó tăng dần đâu thì các bạn thấy nó tăng dần chưa vậy đáp án cần chọn là bài này biết ngay nó là đáp án gì em à đáp án B luôn rồi B. B. Nha, đáp án B. Đấy, đáp án B. Rất là đơn giản. Được chưa nào? Đáp án B. Rồi, đáp án B. Nha, đáp án B. Nó tăng dần đấy. À, lộn nó giảm dần chứ. Đang dần, uh, uh, đây là giảm dần chứ. lộn, 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 lộn. Lộ. Trời ơi, ngáo ngơ. Nào, Nào đáp án B nha. Thì các bạn sẽ có U1 này, nó bằng là 1 thôi đúng không? 1 trên 1. U2 các bạn sẽ bằng 1 phần 2. Mình thấy nó giảm chưa? Giảm. Giảm rồi, vậy suy ra đáp án B sai. A sai. Đến C nha. C ở đây là U1 của mình ấy. thay 1 vào là 6 phần cho 4. Đúng không? 6 phần 4 là 3 phần 2. U2 của mình bằng bao nhiêu? Thay 2 vào. 2 cộng 5. Chia cho 3 x 2 cộng 1 là 7 phần 7. là 1. Ôi dồi, 3 phần 2 rồi đến 1 là giảm rồi đúng không? Còn mỗi đáp án D thôi. D. U1 của mình sẽ bằng là 1 phần, phần 2. U2 của mình sẽ bằng là 3 phần phần 3 là bằng 1. Ok nó tăng dần rồi này. tăng. Có đúng đáp án D thỏa mãn thôi. Chọn D. Rồi. Không khó khăn. Rồi. Tăng. Lũ tăng mới cả giả. Rồi, tăng nha. Bây giờ mình sang câu số 15 trong các dãy số sau đây dãy số nào là dãy số tăng rồi các bạn comment đáp án nó thầy luôn nhìn phát biết ngay đáp án nhìn phát biết ngay đáp án bắt đầu từ u 1 nha đáp án gì đáp án gì đây kem nhìn 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 vài giây là phải nhìn ra được này. nổ đáp án rất nhanh rồi c luôn nhá c luôn hai mũ một là hai hai mũ hai là bốn hai mũ ba là bằng cứ tăng dần thôi nhờ dạ bạn c câu 16 nào à, sau đây gọi là bị chặn bị chặn trên bởi cái số nào ở à, giờ các bạn nghe cái đoạn đoạn bị chặn này này nhiều bạn này sẽ bị lú cái đoạn bị chặn bị chặn thì bị chặn thì nó như thế nào như nào được gọi là bị chặn Tức là nó luôn luôn nhỏ hơn cái số nào đó Đặn trên mà nó luôn bị nhỏ hơn cái số nào đó ok thì cách để làm rất đơn giản thôi đối với hàm phân thức nhá các bạn chú ý đối với hàm phân thức nha làm phân thức thì các bạn sẽ làm nó thành như này 3n 1 chia cho 3n cộng 1 tức là số tổng quát của nó là un bằng ngày các bạn chia thức có thầy 3n cộng 1 chứ đi 2 đúng không để chia thức chia cho 3n cộng 1 thì 3n cộng 1 chia 3n cộng 1 là bằng 1 rồi chứ đi 2 chia cho 3n cộng 1 đúng không nào thì đây là số hạng tổng quát của nó các bạn cứ chia riêng phân thức thì các bạn cứ chia ra đâu thầy ok chưa thì bây giờ ấy, có phải là thằng U1 của các bạn ấy U1 nó bằng bao nhiêu không? U1 bằng bao nhiêu? U1 của chúng ta sẽ bằng là 1 trừ đi 2 phần bao nhiêu? 3 nhân 1 cộng với cả 1 nó sẽ bằng bao nhiêu em? Nó sẽ bằng là 1 trừ đi 2 phần 4 là 1 phần 2. 1 phần 2. Tương tự U2 của chúng ta sẽ bằng là 1 trừ đi 2 nhân với cả 3 nhân 2 cộng 1 bằng 1 trừ đi 2 phần 3 nhân 2 cộng 1 thì kết quả là 5 phần 7 5 phần 7 bla bla các bạn cũng cứ, cứ, cứ quy nạp lần lượt lên như thế lên như thế Ok chưa lên như thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhận ra một cái vấn đề ấy, là cái thằng ở sau này, này nó luôn luôn là một số dương nó luôn là một số dương đúng không luôn là một số dương số ai xuống lớn hơn không hả à, luôn lớn hơn không thì khi mà các bạn tăng dần dần ấy tăng dần tăng dần khi tăng dần ấy, thì có phải là cái mẫu các bạn càng càng to không? mẫu càng to khi n tăng dần thì mẫu càng to khi mẫu nó càng to ấy, thì sao thì phân số các bạn càng nhỏ đúng không nhỉ vậy đây khi n dần tới vô cực thì suy ra 3n cộng 1 ấy, nó cũng dần đến vô cực đấy nó dần đến vô cực vô cực được là dương vô cực à, số dương rất là to thì suy ra ở đây là tầng 2 chia cho 3n cộng 1 Đấy nó càng càng nhỏ, nó gần về số 0. Khi mẫu nó càng to mà thì phân số càng nhỏ mà, gần về số 0. Để xem thì suy ra thằng này là 1 chú đi 0 là 1 rồi còn đâu. Vậy thằng này suy ra được ngay UN của chúng ta luôn luôn nhỏ hơn số 1 hết bài. Vậy thì cái bài này này luôn luôn nhỏ hơn 1 thì nó bị chặn trên bởi số mấy? Chặn trên bởi số 1. Vậy đáp án cần chọn là đáp án B, hết bài. nha chặn trên bởi 1. Đấy, chặn trên bởi 1 và ở đây có một cái cách để các bạn làm rất là nhanh rất là nhanh như sau đi hàm phân thức như này hàm phân thức như này các bạn chỉ việc làm một động tác cho thầy như thế này hàm phân thức nhá đối với hàm phân thức các bạn muốn biết ý là nó bị chặn trên bởi cái số nào ấy các bạn nhập vào 3 x 1 chia cho 3 x cộng một các bạn can cho tăng tăng lên số cực kỳ to đây là dương vô cực đây chí chí số rất là to nhớ chưa số rất là to ấn bằng cho thầy một cái kết quả ra không phải 99 là số 1 đấy làm tròn này là một vậy thì nó chặn trên bởi số 1 hết bài thế thôi nó tăng lên à, n càng to thì cái phân số này nó chỉ gần đến số 1 thôi nó không thể giảm được vậy chú ý ở đây có một cái lưu ý cho các bạn như thế này lưu ý như thế này qn sẽ luôn luôn nhỏ số 1 thì ở đây thì sẽ có Luôn nhỏ số 1 Lưu ý Đối với hàm phân thức Hàm phân thức Y bằng à, Y bằng Y bằng AX cộng B Trên C cộng D Để xem nhỉ Tính cái chặn trên và chặn dưới Như sau Chặn trên và chặn dưới à Bị chặn trên thì các bạn ấn can rồi x nó tiến tới dương một cực chín 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 chưa can chín chặn dưới là can là thầy x nó tiến tới âm chín 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 bài này nó không bị chặn dưới đâu không bị chặn dưới đâu chặn trên là chặn dưới nhé chặn trên là chặn dưới tùy từng bài đấy bởi vì nó phụ thuộc vào hệ số a nữa cơ nó chỉ chặn một đầu thôi chặn trên và chặn dưới thì các bạn ăn cam về đến lớp 12 các bạn sẽ biết là cái đường có đường đường này có đường tiệm cận cho về mình mình chưa học đến không sao cả rồi tiếp tục này dãy số nào sau đây là bị chặn bị chặn trên bị chặn trên thằng nào sau đây bị chặn trên Đấy, bị chặn trên thì ở đây ta sẽ có nha lần lượt này lần lượt các bạn sẽ thấy nha. cách để xem nó bị chặn hay không ấy. còn một cách nữa đó các bạn dùng table bù vào cứ thay bù mở phang thôi, thay bù mở phang thay này để số sẽ bị chặn trên hay chặn dưới nha. thay các bạn lập cho thầy cái bảng bình thiên này là các bạn biết ngay rồi tích này an này là án a nhé nhìn này, N này. Cách để các bạn luôn luôn làm nó bằng bài là kiểu như này, n này Đây là un đúng không? un. Rồi, n và un. Thì n chúng ta sẽ bắt đầu đi từ số mấy? Số 1. Đến dương một cực đúng không? Đến dương một cực. Dương một cực. Đấy n bằng 1 2 3. Rồi, thế bây giờ để biết un bằng bao nhiêu ấy thì các bạn nhìn nhé ấn menu 8 vào thầy, menu 8. Nhập table. Nhập x bình vào. x bình. Table nha. Khi đó chức năng table trong máy tính table gõ x bình ấn bằng à, bỏ gửi đi ấn shift menu các bạn kéo xuống dưới hai lần chọn một table chọn một thôi đây là một hàng bắt đầu nó chạy từ số 1 bạn cho tăng dần đi đến số 20 nữa cũng được 20 step cứ để ở một thôi step là một bởi vì đây là dãy số nó nhảy theo một đơn vị một đơn vị một mà vậy thì với u 1 thì fx bằng một này đây là bằng mấy bằng 4 này đây là 9 này đúng không đấy tương tự như thế thôi nó tăng dần tăng dần tăng dần đến dương mô cực nó bằng bao nhiêu dương mô cực nó bằng một số rất to càng ngày càng to thì nó sẽ ra đến dương mô cực luôn Được chưa nó ra đến dương mô cực luôn quay đây chúng ta sẽ thấy ngay thầy không bị bị chặn trên thầy càng ngày càng tăng mà càng ngày càng tăng ngày càng tăng càng tăng vậy thì suy ra không bị chặn trên chặn trên nó phải luôn luôn nhỏ hơn số nào cơ thì nó mới gọi là bị chặn trên Ok chưa nhỉ? Tương tự như thế, cái đáp án B này. Đáp án B. Đối với N và UN nhá. Tập cái bảng ra. N bắt đầu từ số 1 2 3 đến dương vô cực đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có hai mũ N, hai mũ X Ấn bằng rồi, start là 1. N20 start là 1. Các bạn thấy nó tăng dần không? Nó tăng mãi à, tăng đến số cực kỳ to, gọi là dương vô cực luôn. Đây là hai này, bốn này rồi đến tám này chấm chấm đến dương vô cực luôn vậy suy ra cũng ngày càng tăng không bị chặn trên được chưa nhỉ đáp án C N và UN nhé N và UN sẽ bị chặn mấy số nào một hai ba chấm chấm đến dương vô cực được chưa đến dương vô cực thì ở đây thầy sẽ có à, một trên x một trên x cho x nó tăng từ số 1 đến 20. 1 thì đây là bằng 1 rồi. Thì là 0,5 là 1 phần 2. Rồi 1 phần 3. Đúng không? Rồi 1 phần 4 chấm chấm. 1 trên cho vô cực. Đây các bạn thấy càng càng bé. Nó giảm dần không? Càng ngày càng bé. Càng ngày càng bé. Đấy, càng càng bé. Tức là nó gần về số mấy? Gần về số 0 đấy các em. Gần về số 0 đấy. Gần về số 0. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy ngay. Tại sao thấy biết gần về số 0? Đây các bạn thể bấm nhé. 1 trên x. Phân thức mà. Ấn can 99, dạ 99, tăng dần thì nó 1 x 10 mũ 11 là một nó gần một số 0 rồi, tức là thằng này gần với số, số 0, tức là thằng này bị chặn trên ấy, bởi 1, nó luôn nhỏ hơn 1 mà, mà bị chặn dưới bởi mấy, bởi 0, vậy suy ra ở đây chúng ta sẽ có UN của chúng ta, UN này luôn luôn lớn hơn hoặc bằng, à luôn lớn hơn 0, luôn lớn hơn 0. Đấy luôn lớn không và luôn nhỏ bằng 1 Tức là bị chặn trên bởi 1 Vậy đáp án cần chọn là đáp án gì C rồi Bị chặn trên Hết Đáp án C Nha 17 là C Ok chưa 17 là C Còn đáp án D thì nó không bị chặn Này Không bị chặn Nó bị chặn, nó bị chặn dưới thôi N này UN Rất là đơn giản mà. Đơn giản như đan rổ luôn Ở đây mình sẽ có 1, 2, 3 Đến N đúng không dương vô cực thì ở đây với n bằng một thì nó căn hai, n bằng ba là căn ba, căn bốn này chấm đến căn bậc dương vô cực nó vẫn là dương vô cực thôi. thì bây giờ chúng ta sẽ có ngay là nó bị chặn dưới là bởi căn hai, tức là u chỗ này nó sẽ lớn hơn bằng căn hai. nó không có chặn trên nó không nhỏ số nào cả. nên suy ra ở đây chúng ta sẽ thấy ngay nó chỉ có chặn dưới và không có chặn trên. rồi kết thúc bài toán. câu mười bảy. rồi câu mười bảy là như vậy. Các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi các bạn comment là em đã hiểu rồi thầy xem nào. Rồi bây giờ mình sang câu 18. 18 ở đây chúng ta sẽ có đây là hàm lượng giác. Hàm lượng giác thì các bạn phải sử dụng đến phương trình lượng giác để các bạn làm. Sử dụng phương trình lượng giác. Min max đấy, min của lượng giác đấy. CN, cách một nhá, thầy dùng tự luận nhá. Tự luận cho các bạn xem. Thì UN các bạn ấy, đây là các bạn thấy ngay đây là phương trình bậc nhất đối với sin và cos hoặc là công thức của sin x cộng cos x. Các bạn nhớ công thức sin x cộng cos x không? sin x cộng mấy cos x nó bằng là căn 2 sin của x cộng pi trên 4 đấy công thức lượng giác cơ bản thôi thì chỗ này các bạn sẽ có un nó bằng là căn 2 nhân sin của n cộng pi trên 4 đúng không nào mà ở đây sin nó đi từ trừ 1 đến 1 mà sin của một cái góc bất kỳ nào đó nó luôn đi từ trừ 1 đến 1 trên đoạn từ trừ 1 đến 1 nên từ đây suy ra thằng un của chúng ta nó thuộc trên đoạn từ nhân với căn 2 nữa mà nó nhân với căn 2 là cùng với thằng sin là đi từ trừ căn 2 đến căn 2 được chưa sin đi từ trừ 1 đến 1 nhân với cả căn 2 là trừ, trừ căn 2 đến căn 2 xong rồi vậy ở đây suy ra được ngay un sẽ lớn hơn bằng trừ căn 2 đúng không un và nhỏ bằng bao nhiêu căn 2 đấy thế thôi vậy thì ở đây nó bị chặn trên bởi cái số nào căn 2 đã đáp bán chọn đáp án, là đáp án C nên là cách số 1 là thầy dùng cái gì em à thầy dùng uh, tự luận cách số 2 riêng lượng giác nhé lượng giác các bạn bằng máy tính được này lượng giác thì bản chất đây là bài min max của lượng giác rồi bài min max rồi bài min max thì min max chúng ta sẽ làm như sau table đúng không table thì chúng ta sẽ đổi máy tính sang độ là start là không n 360 và step là 15 thì min max của lượng giác các bạn cứ đi đúng một vòng tròn đó thầy là từ 0 đến 360 độ ta bấm như sau menu 8 này đưa về table các bạn sẽ chuyển máy tính về độ cho thầy nhá Shift menu đơn vị góc lại chọn degree là một để tiếng Việt cho nhìn nó dễ đi. Rồi đây này shift mode đúng không? Shift menu đơn vị góc và chọn một nhập vào cho thầy là sin của x cộng với cả codec. Rồi ok ấn bằng start là 0 n360 và step cứ để là 15 của thầy. Ấn bằng. Các bạn kéo dưới xem cái min bằng bao nhiêu và max bằng bao nhiêu. Min là bao nhiêu, Max bao nhiêu. Ok, mình để ra cái giá trị Min là trừ 1,4. Có thấy không? Trừ 1,4. Đúng không? Trừ 1,4. Vậy thì suy ra Min là bằng trừ 1,4. 141 ấy. Đấy, Max của mình là bao nhiêu? Max của mình kéo dưới 1,4 đây này. Max là 1,4. Được chưa nhỉ? Vậy đây nó chính là bằng trừ căn 2. Còn đây là căn 2. Vậy min là trừ căn 2, max là căn 2. Đến đây các bạn sẽ được ngay bị chạm trên bởi căn 2 và chặn dưới bởi trừ căn 2. Hết bài. Đây là câu 18. Câu tiếp theo câu 19. Cho dãy số biết rằng UN của chúng ta là bằng trừ 1 mũ N nhân 5 mũ 2N cộng 5. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng? Ok. Ờ, thằng này là bị chặn trên mà không bị chặn dưới Bị chặn dưới mà không bị chặn trên mà bị chặn mà không bị chặn Ôi giời, bài này thầy sẽ nhìn nó phát ra ngay Nó là nó bị không chặn này nó không bị chặn tại sao thầy biết ngay nó không bị chặn các bạn nhầm nhé, nhầm này nếu n các bạn là số chẵn ấy nếu n là số chẵn n chặn thì suy ra un các bạn sẽ bằng trừ một mà mũ chặn ấy thì nó là một rồi là 5 mũ 2 n cộng 5 thôi đúng không vậy thì thằng này sẽ luôn luôn tiền đến, đến dương vô cực đấy khi n tăng lên vô hạn thì dãy số này tăng lên vô hạn là dãy số không bị chặn trên vậy suy ra khi n tăng lên vô hạn vô hạn đúng không thì suy ra đấy suy ra ừ. un sẽ tiến tới dương vô cực un không bị chặn trên không bị chặn trên nó tăng lên mãi thôi mà chặn trên mũ lên càng, càng to nhưng nếu như n của chúng ta ấy, là bị lẻ thì suy ra un các bạn sẽ bằng là trừ một mà mũ lẻ thì nó vẫn là trừ 1 mà thôi. Tức là nó là trừ 1 nhân 5 mũ 2n cộng 5. Tức là thằng này nó tăng lên mãi thôi. Suy khi n tăng lên vô hạn. Thì un của chúng ta ấy, nó là về số mấy? Đây là số dương rồi này. Nhưng nhân ở âm 1 thì thành số âm chưa? Thì nó lại luôn luôn bị âm. Càng âm càng, càng to. Khi số này thì càng to thì nhân cả số âm 1 đằng trước thì nó càng càng nhỏ. Về số âm, âm vô cực luôn. Vậy thì nó sẽ không bị chặn dưới luôn. Đấy, vậy thì suy ra đáp án cần chọn là đáp án D. Không chặn trên cũng chả chặn, chặn dưới. Ok. Rồi, mình sang câu 20. Khó hơn một tí nữa. Cho SN nó bằng là 1 chia cho 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân 4 cộng chấm chấm 1 trên N nhân N cộng 1. <laughs> thì thằng này các bạn sẽ xử lý nó như thế nào? N cộng 1. Đấy, N cộng 1. Thế bây giờ các bạn nhìn nhé. Có phải là 1 phần 2, 1 phần 3 này. Thằng tổng quát ấy. Đó. Cái thằng tổng quát là 1 chia cho n nhân n cộng 1 này. Các bạn phải đi từ thằng tổng quát. Nó Đúng. phải là bằng 1 chia cho n chứ đi 1 trên n cộng 1 đâu. Đúng không đã? Các bạn quy đồng lên mà xem. Công nhận nào? Công nhận điều này không đã? Quy đồng lên tách cho hai thằng ra. Số hạng liền kề nhận. Công nhận nào? Công nhận các bạn comment là công nhận cho thầy. Công nhận comment là công nhận. Công nhận nhá Công nhận quy dòng lên các bạn thấy điều đấy vậy thì ở đây cái sn ấy, các bạn tách ra 1 chia 1 phần 2 này nó là 1 chia cho 1 chứ đi 1 phần 2 1 phần 2 x 3 là 1 phần 2 chứ đi 1 phần 3 tương tự thế 1 phần 3 phần 4 là chứ đi 1 phần 4 như này chuẩn chưa cộng chấm chấm rồi cộng đến cả 1 phần n chứ đi 1 trên n cộng 1 em nhận ra một cái vấn đề là thằng này rút gọn đi hết sạch thằng ở giữa rút gọn hết sạch còn giữ nguyên cái đầu cái đít thôi thì nó sẽ bằng là 1 đi 1 trên n cộng 1 đúng không? Và ở đây các bạn sẽ thấy ngay khi N nó tăng lên tăng lên thì suy ra trừ 1 chia cho N cộng 1 Đấy, nó tiến về số 0 về số 0 luôn luôn là bị nhỏ hơn 0 luôn bị nhỏ hơn 0 với mọi N mọi N lớn hơn hoặc bằng 1 chưa nhỉ thái luôn nhỏ hơn 0 với mọi N lớn bằng 1 với thằng này là như nào à, mẫu các bạn là số dương mà đúng không trên trừ 1 luôn nhỏ hơn 0 Vậy thì tham luôn nhỏ hơn không nên suy ra SN ấy. À, SN nó luôn nhỏ hơn số mấy? Luôn nhỏ hơn số 1. Bởi vì 1 mà trừ đi số 0 thì nó bằng 1 rồi. Vậy thì luôn nhỏ hơn 1. Kiểu gì nó luôn phải nhỏ hơn 1. Nó không thể nào to hơn 1 được. Nên người ta sẽ gọi thằng bị chặn trên bởi 1. Đúng không nhỉ? Thằng bị chặn trên bởi 1. À, người ta không gọi chặn trên nhỉ? À, người ta lại quy đồng lên cơ. Là N cộng 1 trừ 1 chia N cộng 1. Đấy thì mở rộng thêm rồi. Là còn N chia N cộng 1 thôi. Ok, đáp án lựa chọn là đáp án B. Xong. Câu 20B. Nhà 20B. Hết rồi đấy. Ừ. hết rồi. Nói chung cái bài này thì không có vấn đề gì cả. Nha, bài này thì không có vấn đề gì. Ờ, với các bạn cả. Mà cái vấn đề ở đây nó chỉ có duy nhất một cái vấn đề trong chuyên đề số 3 này. Đó là cấp số cộng và cấp số nhân. Và buổi sau chúng ta sẽ học cái bài này. Ờ, bây giờ thì chào nhau thôi. Thì chào các em nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Bye bye các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký ở phía dưới và ấn vào quả chuông thông báo nhỏ nhỏ ấy, để các bạn nhận được toàn bộ những cái bài giảng hay nhất và những kỹ thuật giải nhanh tuyệt vời nhất từ thầy.